Thưa đại chúng, bởi vì chúng ta là những người sống ở trong cuộc đời này, do chúng ta có nhiều cái khổ cho nên chúng ta mong mỏi chúng ta làm gì có được một cái gì đặc biệt, một cái phép, một cái thần gì để giúp cho chúng ta, báo trước cho chúng ta biết một cái gì đó. Cho nên phần đông là chúng ta thích thần thông. Nhưng mà xét lại, thần thông không có qua được nghiệp. Tại vì thần là gì? Thần nghĩa là một cái sức phi thường. Cái gì mà nó phi thường, cái sức lực của nó phi thường, một cái năng lực phi thường gọi là thần, mà nó thông suốt không có ngăn ngại gọi là thần. Một sức mạnh phi thường, một cái gì phi thường không có gì trở ngại, chúng ta thường gọi là thần. Nhưng mà thần lực, thần thông không bằng, không có thể nào chúng ta thoát được cái nghiệp lực. Quý vị thấy không? Đạo sĩ, những người có thần thông, bay nhảy chỗ này bay chỗ kia, gọi là đằng vân giá võ, nhưng mà cũng chết, nghiệp nó tới cũng đó. Thần thông như là ông Khổng Minh, có thể biết trước được vận mệnh của mình, nhưng mà làm mọi cách để kéo dài cái tuổi thọ mình cũng không được, cuối cùng ta chết ở cái tuổi 59 tuổi. Giỏi võ như là Quan Công, ông Quan Công cũng cuối cùng, ông là cái người đánh giết biết bao nhiêu người, nhưng mà cuối cùng ông cũng bị người ta chặt đầu. Sau này ông mới được đưa vô chùa thờ. Vậy thì thần thông không bằng nghiệp. Nếu mà nghiệp tới, chúng ta thoát không được. Nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta làm hoài, lặp đi lặp lại lâu ngày nó thành nghiệp. Có một ví dụ, mình chưa biết hút thuốc, thì mới đầu mình tập hút thuốc, thì khi mình mới tập có nghiện hút chưa? Chưa. Nhưng mà mình uống một ngày, hút một ngày, hai ngày, lâu ngày thì mình nghiện hút. Thì khi nghiện hút đó, thì cái nghiện đó nó thành nghiện. Mình đánh bài, mình mới đánh đâu có nghiện bài, nhưng mà chơi lâu ngày thì bắt đầu mới nghiện bài. Mà khi nghiện bài rồi á, thì gọi là nghiện. Cũng giống như bây giờ mình làm ăn chung thì ta gọi là đồng nghiệp. Không, như vậy thì mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có một nghề nghiệp. Nghề mà chúng ta làm hoài thì nó thành nghề nghiệp. Ví dụ như cái nghề đó mới vô, đó tôi mới, cái nghề này tôi mới vô hoặc chưa quen tay, nhưng mà lâu làm lâu ngày thì bắt đầu ta gọi là nghề nghiệp. Ngày xưa có một ông đạo sĩ, ông rất là giỏi, ông là một người ẩn dật. Thì ông được ông vua đó rất là thương quý ông, cho nên mới mời ông vào cung mỗi buổi trưa để cho vua phát tâm cúng dường trai phạn, tức là thức ăn. Thì trưa nào ông cũng tới đó để mà được hưởng cái phần trưa đó. Một ngày nọ, ông vua đi vắng, dặn bà hoàng hậu ở nhà nhớ tới giờ đó chuẩn bị sẵn, thì cái vị đạo sĩ này sẽ tới để thọ dặn. Bà hoàng hậu nghe lời, ở nhà chuẩn bị sẵn đó. Thì khi chuẩn bị như vậy rồi, ông này ở đằng này nhập định hay là ngủ trưa gì đó không biết, ngủ quên, thì không có tới được đúng giờ. Bà hoàng hậu chờ từ 11 giờ trưa, 12 giờ trưa tới 1 giờ thì buồn ngủ quá mệt đó. Thôi thì bây giờ mình ngã lưng nghỉ chút, chờ cho cái vị đạo sĩ tới cúng dường. Thì trong khi bà
ra cái áo khoác rồi bà tròn cái tấm vải để mà che thân để mà nghỉ trưa. Thì đạo sĩ này trong khi ngủ trưa như vậy thì giật mình dậy thì thấy trưa rồi mà mình lại phải đi tới dùng trưa ở hoàng cung như là hứa. Cho nên ông vẫn thần thông, ông bay tới cái phòng đó để ông thọ trưa. Thì ông bước vô thì ông tông cái cửa cái rầm, cái bà hoàng hậu giật mình. Thì khi mà đang ngủ vậy mà nghe cái tiếng đột nhập vô trong phòng thì giật mình, thì phóc người đứng dậy. Thì khi mà thoát người đứng dậy thì cái mền đắp đó, tấm vải đắp nó tụt xuống. Nó tụt xuống thì hở gì? Hở thần. Hở thần cái ông thấy xong cái sao? Ông mất thần thông. Cái này nghe quen quen á. Pháp Hòa nghe nói là ở Đài Loan này có nhiều Tây Thi á. Là nữ tài xế mất thần thông nhiều lắm. Thì quý đại chúng biết là cái ông đạo sĩ đó, ông bước vô cái ông gặp cái thân thể của hoàng hậu thì ông lại mất thần thông. Thì khi mất thần thông như vậy rồi á thì ông giận thần thông bay ra không được nữa, bây giờ đi bộ về. Thì khi mà đi về như vậy rồi đó, ông nhập định, bây giờ định không nhập được nữa. Bây giờ ông ngồi thiền và ông nhắm mắt lại là ông thấy hình ảnh của hoàng hậu. Ngồi thiền được, nhập định không được, ăn không được, ngủ không được, trúng độc. Thì khi đó vua về nghe đạo sĩ bệnh chạy lên thăm. Chẳng hay đạo sĩ bệnh gì, nói cho trọng biết để trọng cho lưu nghi của trọng tới chăm sóc. Ông nói dạ bẩm hoàng thượng, tôi bị trúng một mũi tên. Thì ông vua nói chắc cái kẻ nào mà hận trọng, nó muốn hại trọng mà hại không được, nó hại cái người trọng thương chăng? Đâu đâu hoàng đạo sĩ bị thương chỗ nào để trọng băng bó, để trọng cho người chăm sóc? Thì ông đạo sĩ nói dạ không, không ai làm tôi bị thương cả, mà chính tôi đã tự bắn một mũi tim, mũi tên vào trái tim của nó. Thì lúc đó đạo sĩ xin từ giả, không ở hoàng cung nữa mà đi về núi để mà ẩn tu, để nhập định, để làm sao trừ khử được cái tạp loạn. Ở đây câu chuyện này muốn nói, khi chúng ta tu tập, cái quan trọng không phải là chúng ta có thần thông, mà quan trọng là chúng ta trừ được cái tâm phiền não của mình. Mà tham là một, mà con người chúng ta tham thì đâu phải chỉ có tham sắc không đâu. Mỗi người chúng ta có một đối tượng tham riêng biệt. Có nhiều người không có tham sắc nhưng mà tham danh. Có người không tham danh thì tham lợi. Có người không tham lợi thì tham ăn. Ví dụ như đang ngồi lên diêm mà tỉnh tọa về mà ta đem đồ ăn ngon tới. Cho nên ngày xưa đó các thầy mà đi khất thực á, ôm bình bát đi khất thực á, là không được ngó hai bên. Tại sao? Tại vì ngó hai bên sợ mất thần thông. Cái thứ hai, khi Phật tử đứng trước mặt mình cúng dường, mình không có được nhìn mặt thí chủ, mà chỉ dở cái nắp bát lên rồi để cho thí chủ để thức ăn vào cái bát thôi. Mà khi dở cái bát cũng phải dở ngược cái bát lại, chứ không được dở ngang vậy. Phải dở vậy, thí dụ cái nắp nó tròn vậy, rồi lấy cái tay dở cái nắp lên để đưa cái mặt của mình, cái nắp bát đưa vào mặt mình. Để chi? Thứ nhất, thí chủ dễ bỏ vô. Thì mình ra mình chán ra vậy thì chán trở làm sao ta bỏ vô. Mở ra vậy ta dễ bỏ vô. Cái thứ hai nữa, cái nắp bát nó che mặt của mình, thì mình không có cơ hội nhìn coi món gì trọng. Mà nếu mình nhìn vô mình thấy món gì trọng thì mình có thể sanh tâm.
trời ơi, Phật linh tu Phật phù hộ, mới thèm bánh giò, cái bữa nay có người cúng. Tác ý. Trong khi mình, cho nên khi mình đi khất thực á, làm pháp tu đó, khất thực là một pháp tu, tức là mình từ bước mình hóa duyên, lấy cái cớ xin thức ăn để làm cái duyên hóa độ chúng sanh. Chúng sanh chưa biết bố thí, nhờ thấy mình đi khất thực mà chúng sanh khởi tâm bố thí, dù một gói xôi, một trái chuối, một củ khoai, đó là gieo cái duyên cho chúng sanh bố thí, đồng thời tạo cái duyên để hóa độ mọi người. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận, độ ai chưa thấy mà mình thấy mình mất thần thông từ từ. Ví dụ mình dở ra cái mình thấy bánh giò ngon à, xong cái thứ hai để nhìn có ai cúng vậy. Rồi cái thứ ba mà nếu mình ngó tới ngó lui là mình nhớ địa chỉ, đường này cúng đồ ăn ngon không à, lần sau có đi khất thực nhớ ghé đường này, toàn là đại gia không à. Lâu ngày tu riết không thành đạo sĩ mà thành đại bác, lại thích ghé nhà đại gia. Cho nên khi mình đi khất thực là như vậy, thì cuộc sống của chúng ta, tất cả cái gì nó làm cho tâm mình bị chao đảo đều là phiền não hết, không cần ai chọc mình giận. Ví dụ như mình gặp cái đối, mình gặp cái người đó mà mình bị cái người đó làm cho mình thương trộm nhớ thầm, rồi bắt đầu mình thương người đó, em ơi suốt đêm thao thức gì vậy. Thì khi mà mình như vậy là biết là bị phiền não rồi đó. Không có phải đợi ai chọc mình tức mới gọi là phiền não. Khi tâm mình không còn ở trạng thái bình thường nữa thì đó gọi là phiền não. Phá hoài ví dụ bây giờ mình gắn cái banner lên đây, thì mình cầm cái đó mình ghim, thì lỡ tay rớt cái đinh xuống, thì bây giờ cái quan trọng là mình phải cắm cho rồi, lấy cái đinh khác cắm, không tuột xuống kiếm cho được cái đinh nó mới chịu cắm lên. Thì cái cây đinh nó phiền não mình. Ví dụ vậy đó. Hay là mình ăn cơm mà không có trái ớt á, mình cứ ngồi mà nói trời, ăn này mà không có cay, ăn khó ăn ghê vậy đó, ăn cơm trong phiền não đó. Bây giờ trái ớt này nó thành ra một đối tượng khủng bố, nó làm cho cái tâm mình hết bình an nữa. Vậy thì đạo sĩ này khi thấy hoàng hậu thì không còn thần thông nữa. Có nhiều khi mình nghĩ mình có thần thông mà thần thông không khéo hại mình. Có một ví dụ ha, mình đang ngồi vậy là thì xa xa gần gần đâu đó người ta nói gì mà hình như loáng thoáng tên mình á, ở đây phiền được. Trời ơi, nói lén tôi tưởng tôi không nghe, đừng có tưởng, cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà mình biết kiểu đó, mà mình biết phiền não, mình biết để mình bực tức, mình biết để mình giận dữ, có nên biết kiểu đó không? Thần thông kiểu đó cũng không nên. Trời ơi, đừng có tưởng, nó nói một tôi hiểu mười á. Mình thần thông kiểu đó, ai khổ? Mình khổ. Như vậy thì chắc gì có thần thông hết khổ không? Cho nên nhiều khi có thần thông nghe ngóng chỗ này chỗ kia mệt. Có nhiều bà cụ, con làm có bà đi giảng bên Mỹ, cái có hai cô Phật tử đó. Thầy ơi, hai chị em con bẩm sinh ra là không thấy được, thầy có cách nào thầy làm cho tụi con hết bệnh này mà thấy lại đường, thấy ánh sáng. Pháp Hòa mới nói cái này thì vô phương, thôi bây giờ quán về đi, khỏi thấy khỏi phiền não, nghe không cũng đủ chết rồi, mà bây giờ còn thấy còn nghe nữa thì khổ. Bây giờ quý bác nào mà lớn tuổi, sau này lớn tuổi cái tự nhiên nói nghe hết rõ rồi, cho nên sao người đó không có giận, ai nói thì nói cũng cười à, trời nó dễ thương ghê vậy, mặc dù đang nói lén à. Tai không nghe tiếng chuyện đời thì tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa sứ thị phi đa,
Mình biết được nhiều việc thì phiền não mình nhiều, mình quen biết rộng rãi thì thị phi cũng nhiều. Cho nên chưa chắc là mình có thần thông là tốt. Có một cái ông đó, ổng có cái tài, chỉ cần đưa cho ổng gõ lên cái sọ người thôi là ổng biết cái người này sẽ tái sinh về cõi nào. Hết không? Nghe này cái nói để lát hỏi thầy không đó đâu. Thưa đại chúng, thì một hôm nọ ông đến một cái kinh thành, thì dân chúng kéo lên nghe Phật thuyết pháp. Thì cái người mà đi làm quảng cáo cho ông á, thấy người ta gần gần đến nghe pháp rồi bên cái show này của Bộ Ế, cho nên họ đứng họ quảng cáo. Họ nói bà con cô bác ở bốn đài, Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung, rồi bà con cô bác ở các nơi, bữa nay ông thầy của tôi lâu lâu ông ở núi Tà Lơn ông xuống, ông có thần thông. Bất cứ người nào mà để cho ông gõ lên cái sọ mà chết rồi mới rõ nha, thì ông sẽ biết cái người đó, cái người chết đó sinh về cõi nào. Thì một hôm ông đến gặp Phật, Phật mới hỏi: tôi nghe nói ông có thần thông như vậy có đúng không? Nói dạ đúng. Thì Phật mới nói: thôi bây giờ ông làm ơn ông gõ giùm tôi năm sọ này coi đi sanh về cõi nào. Thì ông gõ vô cái thứ nhất, ông nói: ô cái sọ này sanh về địa ngục. Cái gõ thứ hai, cái sọ này sanh về ngạ quỷ. Cái gõ thứ ba, ô cái sọ này sanh về loài người. Sọ thứ tư này sanh về loài trời. Cái sọ thứ năm, ủa sao không biết đi đâu hết trơn vậy? Tại sao? Tại vì ông gõ vô một cái sọ của bậc tu chứng, một người chứng quả A La Hán, một người tu hành đắc đạo, thì ông gõ đâu có được. Tại vì sao? Vì người đó đã đi vào cái cõi không còn sanh tử khổ đau, cho nên gõ được. Ông nói: trời ơi, tôi tưởng đâu đó là tôi thần thông quảng đại lắm rồi, tôi gõ sọ nào ra sọ đó, mà sao giờ tôi gõ năm sọ mà gõ bốn sọ còn sọ không ra. Phật mới nói: tại ông tu thần thông chưa đủ. Bây giờ ông muốn không? Ông theo tôi học nghề, học chừng thời gian cái ông có thêm cái nghề này nữa, ông gõ năm sọ, nghĩa là sọ này là cái loại này là loại cứng đó, là ông gõ là biết luôn. Ông nghĩ ông học phép chưa đủ mà ông mới alo cho các bạn ở các đài của ông kia. Ông mới nói: các bạn ơi, tạm thời các bạn rút lui hết đi, các bạn đừng có ra ngoài làm ăn gì nữa hết đó. Để tôi theo cái ông Cồ Đàm, để tôi học cái phép cuối cùng này, rồi tôi về tôi truyền lại, rồi chừng đó mình ra làm ăn cụng lượt luôn cho nó cụng bài bản. Thì mấy ông kia cũng nghe lời, ẩn thân hết, không đợi cái ông này đi học nghề mà. Lâu lâu sao thấy ông này im lặng quá, không có nói gì hết trơn, tưởng ông đổi số. Gọi vô có ông đâu, nói: chưa, học chưa hết. Mà quý vị hay biết sao, ngày nào vô trong đó Phật cũng bắt ngồi thiền hết. Đến một lúc nào đó tâm ông định rồi, thì cuối cùng ông nói, Phật hỏi: sao bây giờ còn có muốn học nữa không? Nói: dạ không, con học đủ rồi, con cần học nữa. Tại sao đại chúng biết không? Tại vì bây giờ tâm vị này đã định, trí đã sáng. Mà khi trí sáng thì thông được tất cả cái đạo lý ở đời. Mà thông được đạo lý, thấy rõ các pháp sanh diệt, khổ đau nhân quả tội phước, thì đâu còn có cái nhu cầu muốn biết tương lai quá khứ gì nữa đâu. Thấy rõ tất cả các pháp hết rồi. Cho nên ông này nói: dạ thôi khỏi cần. Mà khi khỏi cần học cái đó thì cái gì thông? Đạo thông. Đạo thông là gì? Bây giờ mình thông được cái đạo lý. Mà người thông đạo lý thì không cần coi ngài, coi tướng, bối, quẻ, sinh xăm gì nữa. Vì sao? Vì thấy rõ rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mỗi một năm mà quý vị đi ra cái chỗ mà sinh xăm đó, ở đây muốn cái đó đâu có khó. Miễu cung đầy hết ở Đài Loan đó.
đi ra cung này cung kia, đi ra miễu này miễu nọ, là miễu nào cũng có để cho mình xin. Nhưng mà rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là quý vị xin xong về lo hay khỏe? Phần lớn là lo. Vậy là tự nhiên đầu năm đi kiếm một cục lo bỏ bụng, thay vì đầu năm mình đi kiếm một cục mứt chịu ăn cho nó ngọt, đi coi bói làm chi, rồi ta nói năm này xui năm nọ, là lo từ đầu năm tới cuối năm. Vậy thì cái thần thông đó, như cái ông này nè, giả sử như ông biết được, thí dụ ông gõ lên chính bản thân ông, được không? Không được. Vậy thì mình có thần thông gõ mọi người, mà chưa chắc mình có thần thông gõ cái sọ của mình. Vì mình có chết đâu gõ, mà nếu mà chết rồi thì lấy gì gõ? Cho nên rốt cuộc ai mình cũng biết, mà mình không biết mình, mà không biết mình là một cái lỗ lạc. Rồi bây giờ thí dụ như cho dù ông gõ được đi, ông biết ông sanh về đâu, mà lỡ ông biết ông sanh về cõi làm cõi xấu, thì ông có biết cách gì tu tập để chuyển hóa không? Không biết. Cho nên cái câu chuyện đó để nói lên cái chỗ là đạo thông quan trọng hơn thần thông. Tại vì sao? Vì đạo thông là gì? Chúng ta thông được cái đạo lý, rõ ràng được cái đạo lý nhân quả tội, nhân quả tội. Bữa nay nè, đâu có ông thần ông thánh nào mà đẩy bảo ra khỏi Đài Loan đâu, không có nghe nói. Nhưng mà từ cái gì mà nói chuyện cái đó? Nếu không phải là phước, nếu không phải là phước, nếu không phải là do sự tu tập. Chứ đâu phải là bây giờ nếu mà báo đăng mà có ông thần nào vừa đẩy bảo ra là bảo đảm xô này chiều này ế. Tại vì ông thần nó linh quá, mình phải lại ông thần. Còn ông thần này ông nói đâu có gì đặc biệt, phải không? Thành thử ra đại chúng nhớ là Phật dạy cái thần thông nó quan trọng hơn, đạo thông nó quan trọng hơn thần thông. Ngày xưa có một thiền sư, ngài là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, ngài tên là Ẩn Phong, họ Đặng, cho nên chúng ta thường gọi là Đặng Ẩn Phong. Thì một hôm á, ngài đi ngang hai cái nhóm người đang tranh chấp, giống như hai cái làng, hai cái xã, hai nước nhỏ nhỏ vậy đó. Thì họ tranh chấp, họ đánh với nhau, thì ngài thấy chết nhiều quá đi, ngài không nở, cho nên ngài đang cầm cái tích trượng á, ngài mới tung cái tích trượng lên, và cái cây tích trượng nó rơi xuống, nó nằm thẳng dưới đất giữa rằng ranh giới của hai bên. Thì hai bên thấy như vậy, thấy cái thần lực của ông này quá đi, cho nên hai bên một phần cũng nể, một phần cũng ngán. Mình không nghe lời ông này, lỡ mà ông quơ cái tích trượng chắc mình đi luôn, cho nên hai bên rút lui hết. Thì khi đó ngài mới thấy mình cũng hơi lạm dụng thần thông, cho nên ngài mới về trên núi, ngài hơi ân hận, ngài mới hỏi đệ tử của ngài: xưa nay các ông thấy người ta chết, thị tịch đó, thường là thị tịch ở ngồi, thế ngồi thiền, thế nằm, có khi thế đứng, mà có các ông có bao giờ thấy ông nào chết mà lộn ngược chết không? Thì các đệ tử nói dạ không. Thì nói vừa dứt lời, ngài Đặng Ẩn Phong nhào một cái lên, đầu trỏng xuống đất, mà áo quần dựng thẳng bon như là cái người đang đứng, chứ không có áo quần, không có lộn ngược trở lại. Thị tịch bằng một cách là cái đầu chỏng xuống đất chết, mà áo quần vẫn nằm theo cái chiều này. Trời ơi, đại chúng thấy ngơ ngác hết trơn, thần thông của hết trời. Rồi bắt đầu chiều lại mua quan tài, chuẩn bị làm lễ nhập quan, làm tà làm đám. Lại bưng không được, đẩy không ngã. Chuyện này lan ra, dân chúng kéo tới quá chừng. Thì ngài Đặng Ẩn Phong có một cô em gái đi xuất gia làm một sư cô. Sư cô tới nắm thân của người em trai của mình, người anh trai của mình. Thì sư cô mới nói: lão hòa thượng này lúc sống đã mê hoặc người,
lúc chết cũng còn làm lỗi. Nói xong cái thì ngài, cái sư cô lấy ngón tay chỉ cái xác ngầm thôi. Cái câu chuyện đó muốn nói lên cái sự khai thị. Nghĩa là nhiều khi chúng ngài chỉ có một tâm nguyện thôi, đó là dùng thần thông làm phương tiện. Dùng thần thông làm phương tiện. Nhưng mà nếu mà may là ngài là một người có tu, cho nên ngài chỉ muốn độ người cho người ta hết chiến tranh. Nhưng mà như cỡ mình bây giờ mà có được chút thần thông thì sao? Mình có thể lợi dụng thần thông để kiếm lợi. Ví dụ như mà biết coi bói chừng dài quẻ thôi, đụng ai cũng kéo tay coi, chà đường tình duyên chắc ẩn nghe. Đâu đâu khép tay lại coi coi, khép kính là cha tiền giữ được ghê nghe. Rồi bắt đầu xem qua đây coi, ôi chui cha đắt mèo ghê nghe. Trời ơi, mà mình nghe mấy cái đó khoái lắm. Tại sao? Tại vì mình khoái cái đó. Cho nên ngài đặng ẩn không, ngài cũng biết, ngài cũng biết là con người chúng ta thích cái đó. Cho nên rồi á, ngài phải thị hiện cái tướng đó để chi? Để có cái cơ duyên cho người em của mình khai thị. Mà khai thị nói ngài, nhưng mà thật sự cũng muốn chỉ cha, chỉ cho tất cả chúng ta. Thưa đại chúng á, mình ăn mà nó tiêu hóa bình thường là tốt không? Tốt. Rồi ban đêm đi ngủ, nằm xuống ngủ ngon, tốt không? Nhưng mà nếu cái gì mà nó ngược lại thì nó có tốt. Cuộc sống của mình cũng vậy. Ăn bình thường, ngủ bình thường, đi làm bình thường, sống bình thường, chết bình thường, tốt. Cho nên ngày xưa có một cái vị đó đến xin một hòa thượng cho câu đối ăn Tết. Hòa thượng ghi: ông bố chết, ông nội chết, ba chết. Đối lại bên này: cháu chết, cô chắc chết, vân vân. Thì cái người đó mới nói: trời ơi, Tết nhất mà con xin hòa thượng câu đối cái gì cho nó tốt tốt hơn, chứ sao hòa thượng ghi câu đối gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói: trời đất ơi, ông đọc kỹ coi, chết thứ tự là hạnh phúc thôi. Ông cố chết thì nó tông nội chết, chứ nếu mà chết là tùm lum tà la, chết không có thứ tự thì là bất hạnh. Chết mà có thứ tự là một hạnh phúc. Vua Ba Tư Nặc á, ông cưới một cô gái thuộc giai cấp thấp hèn, vì vậy cho nên mới sanh ra một người con đặt tên là Tỳ Lưu Ly. Thì trong dòng tộc Thích Ca đó rất là xem thường vua Tỳ Lưu Ly, tại vì nghĩ rằng ông là con của một cái người thấp kém trong xã hội. Như quý vị biết là ở Ấn Độ đó, người ta có phân chia ra 4 giai cấp. Thì cái giai cấp thấp hèn là không bao giờ được kết hôn, kết thân với giai cấp gọi là giàu có sang trọng. Thì Tỳ Lưu Ly từ nhỏ đã bị khinh thường. Khi lớn lên là ông quyết tâm phải tiêu diệt những người mà ngày xưa khinh thường ông. 3 lần xuất hiện đem binh đến đánh, thì 3 lần Đức Phật đều ngồi ngay cái chỗ đó để cản trở cái cuộc chiến này. Có một lần Đức Phật khai thị cho ông bằng cách là Đức Phật ngồi ở một bên. Thì khi mà ông tới, ông gặp Đức Phật, ông nói: bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không đi vào cái chỗ mát mà ngồi? Đức Phật mới nói: ta ngồi ở đây cũng mát lắm, tại vì không có cái mát nào bằng cho cái mát thân tình quyến thuộc với nhau. Quý vị hiểu cái câu khai thị của Đức Phật không? Ông mang đi chiến tranh chi? Để cho người đau kẻ khổ. Mà ông có biết rằng tất cả những cái mà
chúng ta còn lân mẫn thương yêu với nhau như thế này mới mát nè. Cũng giống như chiều hôm nay vậy đó, mặc dù trời rất là oi bức và có những vị ở rất xa, nhưng quý vị đã đồng lòng với nhau ngồi từ trong ra tới ngoài. Mặc dù trời nóng, đã mặc một bộ đồ rồi, thêm cái áo tràng, không? Trời nóng nhưng mà mình vẫn ngồi đây được. Tại sao? Vì mình thấy mát lòng, mát tâm niệm của mình. Còn cái oi bức của hoàn cảnh nó không là gì hết. Thì Đức Phật cũng muốn khai thị cho ông như vậy. Nhưng mà ông tỉnh không nổi. Mà nếu có tỉnh đi nữa, ông hiểu, nhưng ông không muốn hiểu. Tại vì ông cố tình, ông sát phạt. Mà trong kinh còn nói đó, đến mức độ là Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông để mà đem hết gia tộc họ Thích đem đi cất giấu, mà rốt cuộc cũng không thoát được cái nghiệp đó. Thì Đức Phật kể lại một cái tiền kiếp. Đức Phật nói trong thọ quá khứ có một cái làng nọ, người dân ở đó phần lớn là ăn hai loại cá ở dưới cái hồ đó. Một, có hai cái loại cá mà dân ở đó ăn. Thì hai con cá này nè, nó thề với nhau, nó thề với nhau rằng á, nếu kiếp nào nó đủ phước tái sinh, nó được làm người, thì nó sẽ tiêu diệt hết dân chúng ở cái làng này với cái nghiệp, với cái tội là luôn luôn ăn chủng tộc của nó. Thì trong khi mà họ dân chúng ở đó vớt cá ăn như vậy đó, thì có một đứa nhỏ, Nó vỗ tay nó khen là dân chúng ở đó vớt cá ăn, đập đầu cá ăn khen. Thì Đức Phật mới kể xong câu chuyện đó, Đức Phật nói: này các thầy, hai con cá đó chính là vua Tỳ Lưu Ly và một người cận thần của ông. Cái đứa nhỏ mà vỗ tay bán đồng bán thưởng tùy hỷ theo cái nghiệp đó đó chính là tôi đây. Đức Phật trong quá khứ là một đứa nhỏ tùy hỷ theo cái nghiệp của người khác. Cho nên Đức Phật nói chính vì vậy cho nên đời này tôi thường bị nhức đầu. Quý vị có biết Đức Phật có một căn bệnh nhức đầu kinh niên không? Uống thuốc không có hết. Nhưng mà nếu như mà là mình á, đi bác sĩ mà không hết kiểu này á, thì mình đi đâu? Đi cầu cơ, đi lên đồng lên xác coi ai dựa ai nhập. Mà sao họ bác sĩ chụp hình scan làm đủ thứ hết mà không biết được bệnh gì, thì rõ ràng là ông ứng bà hành chứ gì nữa. Nhưng mà mình đâu có biết đó là nghiệp bệnh. Thưa đại chúng, bệnh nó có 3 loại: một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, ba là nghiệp bệnh. Thì Đức Phật của chúng ta ngay đời này, mặc dù tâm Ngài đã giác ngộ thành Phật, nhưng thủy chung thân tứ đại Ngài vẫn như mình. Ngài vẫn phải như mình vậy, Ngài cũng phải chịu chi phối bởi cái già, cái bệnh, cái nghiệp của Ngài. Cho nên Đức Phật nói trong quá khứ Ngài là một đứa nhỏ, thấy người ta đập đầu cá mà vui theo. Cho nên đời này Ngài bị nhức đầu. Ở đây có ai bị nhức đầu chỗ đó không? Nếu mà có là bữa nay nghe câu chuyện này là giải tỏa, khỏi đi kiếm ai nữa ha. Cho nên Đức Phật nói chúng ta đều có cái nghiệp, cái tội. Trong đó có 3 điều: một là tự mình làm, hai là mình xúi biểu người ta làm, ba là gì? Mình vui theo cái việc làm của họ. Ba cái đó đều thành tội. Đức Phật gọi là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình làm gọi là tự tác, xúi người làm là giáo tha tác, vui theo, thích thú thấy người ta làm là kiến tác tùy hỷ. Mình thấy người ta khổ rồi,
trời ơi chị chửi nó tôi nghe đã luôn. Nghe đã tai, tôi muốn chửi nó lâu rồi. Bữa nay chị thấy chưa hành đạo. Cho mình thấy người ta làm cái điều dở, điều hay, điều xấu mà mình tán thưởng theo cái đó là tùy hỷ đó. Mà bây giờ ngược lại cái tùy hỷ đó là mình tùy hỷ gì? Tùy hỷ cái việc lành của người ta. Ví dụ nè, thí dụ mình tùy hỷ cái phần tội thì nó sanh nghiệp đúng không? Nhưng mà ngược lại nếu mình tùy hỷ điều tốt thì nó sanh điều thiện. Cho nên Ngài Phổ Hiền cũng có một cái nguyện là tùy hỷ công đức đó. Thấy ai làm điều lành mình phải sanh tâm tùy hỷ. Nếu mình không có khả năng làm, mình không có khả năng mà mình thấy người ta làm được thì mình phải khởi tâm tùy hỷ. Cho nên rồi đến khi mà Tỳ Lưu Ly Đức Phật kể câu chuyện đó rồi thì Đức Phật kết luận cái con hai con cá đó, trong đó có một con là Tỳ Lưu Ly trong quá khứ và một con là người gọi là hậu cần với mình. Cho nên thưa đại chúng, đời này đó, nếu như mình có một người bạn thân với mình mà thân đến mức độ là tất cả những việc gì mình làm họ cũng đều gần gũi biết với mình hết, mình chắc chắn phải có một liên hệ trong quá khứ. Nó họ mới hiểu mình, họ thương mình. Ở đâu người dưng nước lã mà đôi khi mình thương hơn người thân. Có cái túc duyên đó. Cho nên là cái người mà người ta đạo thông rồi đó, là người ta thấy được nhân duyên quả báo tội phước của từng việc mà người ta chấp nhận, người ta trả mà người ta không trách, không hờn, mà người ta hoan hỷ, mà đồng thời thấy được cái nghiệp, cái quả đó, cho nên sợ ta không dám làm nữa. Mà hiện đời này trả mà không dám trả. Cũng giống như nói trời ơi, hồi lúc mình túng quá, mình mượn tiền lãi cao, mà giờ ta hồi ổn rồi ta tới ta đòi mình, cái mình vừa trả nhưng mình vừa tự nói với mình thôi nghe, lần này mà có gì nữa không có dám mượn chỗ này, trả hoài không nói, mệt quá. Thì cũng vậy, ví dụ đời này mình vừa trả một cái nghiệp cho người nào đó, một việc gì đó, thì nhớ là không có gieo nữa. Tại vì trả mà gieo thì cái nợ nó còn hoài nữa. Rồi quý vị thấy đó, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, nhưng mà dựa theo tinh thần của Kinh Vu Lan thì Ngài có khả năng cứu mẹ Ngài không? Không. Tại sao? Tại vì mẹ của Ngài là tội căn thâm kết. Tội căn thâm kết là gì? Mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đạt được. Thế thì chúng ta biết rằng chỉ có khi nào chúng ta hiệp lực, sức mạnh của đại thể của chúng mới đẩy được cái nghiệp của mình. Còn một mình đó, tu khó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình có một cái nghiệp buồn ngủ, cho mình coi phim là mình thức tới đâu cũng tới, ngồi mà nói chuyện nói tới đâu cũng nói hết, mà hãy mở cuốn kinh là bắt đầu. Hãy mở cuốn kinh lên là bắt đầu mình ngâm thơ. Mí mắt chân trời mỏi, đầu gối nghiêng nghiêng tìm gối tựa. Thì mình biết rồi. Nhưng mà nếu mình ở nhà một mình á thì cái nghiệp buồn ngủ này nó đẩy mình luôn. Nó nói tụng kinh mà ngủ gục tội chết. Thôi đi ngủ đi, khỏe rồi tụng. Nhưng mà nếu mình ở chung với chúng thì chúng đi tụng kinh, mình tụng theo, nhờ cái lực của chúng lôi mình ra khỏi cái nghiệp là thể buồn cái đi ngủ, buồn cái đi ngủ. Cho nên cuối cùng mình ngâm thơ. Ngâm thơ sao? Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Rồi bây giờ mình có cái tật á, ăn đêm mà khổ nổi, ham ăn mà sợ mập. Nhưng mà nếu mình ở một mình á mà hãy nó thèm thèm, nó đói đói là nó lôi mình xuống bếp. Nhưng mình ở với chúng là cái luật là không được xuống bếp lục lạo ăn đêm. Nhờ cái luật đó nó ra cái mình không dám, mà nhờ không dám cái uống nước lạnh để bụng trống đi ngủ. Thứ nhất giảm cân, thứ hai không phạm luật, phải không? À, thì như vậy thì quý vị thấy mình sống với chúng có lợi không? Có lợi. Vì vậy mà chúng ta quy tăng đó,
quy tăng là nương tựa vào đại chúng, vào đoàn thể. Đối với các bậc trưởng thượng thì chúng ta nương vào đại chúng xuất gia, còn huynh đệ mình cũng phải nương nhau. Thí dụ một người mà hai người hẹn nhau đi chùa, một người phone tới nói tôi làm biếng tôi không đi, là người kia nói là sao? Ít có ai nói thôi anh không đi tôi đi. Có, nhưng mà trường hợp ít lắm. Thôi ơi, có hai người ông đi tôi làm biếng tôi ở nhà luôn, đa phần là nói kiểu đó. Nhưng mà nếu như mà cái người kia rồi, cái thứ hai là người ta cũng có cơ hội, người ta nói là sao? Thôi tôi cũng có xe, mình mà có xe mình chịu khó mình chở 4-5 người mà đi chung á, là thế nào mình cũng vớt được 4-5 người đi vô tù. Nhưng mà nếu mình không chở thì họ có cớ họ ở nhà. Cho nên ai có cái xe mà chở người khác đi á, chùa đi tu chung đó, là có cái phước lớn, là tại vì họ có cái phương tiện để độ. Độ là gì? Giúp cho họ vượt qua cái đó. Cho nên chúng ta sống trong đời, chúng ta cần người độ mình lắm, chứ không phải thầy mới độ mình. Nói nhiều khi thầy bó tay, mà bó tay xong kêu thầy chạy. Nhưng mà huynh đệ với nhau độ nhau được. Có nhiều khi mình giận người đó mà không nói cho thầy nghe, nhưng mình nói cho bạn mình nghe, thì bạn mình phải khuyên mình, chứ mà thầy không biết lấy gì thầy khuyên. Cho nên nhiều khi tâm sự với thầy thì ít, mà tâm sự với bạn thì nhiều. Mà nếu mà bạn đó là cái người đạo thông á, thì không làm cho mình mất thần thông. Đáng lý ra mình vẫn thần thông đi chùa, mình vẫn thần thông làm công quả, mình vẫn thần thông làm việc thiện, mà mình làm sao riết cục thông hết chứ. Nó không làm tới đâu bế tới đó, làm tới đâu nghẽn tới đó. Cho cái người kia phải giúp cho mình thông. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông đi chùa đầu tiên là vì ai? Vì cái ông nọ cái bà kia hay sao? Nói không, tôi mắc gì đi chùa gì nó. Vậy tại sao hôm nay ông gì nó mà nghĩ? Thông liền, mình thông liền. Cho hồi xưa có một thầy ông vô ông tu, tu hoài, cái bữa nọ thấy Phật không có dạy gì đặc biệt cũng lên, tới bữa nay Phật không trả lời con là con nghỉ tu á. Ông hỏi gì biết không? Thế giới này ai tạo? Rồi mai mốt để thế giới để nổ tung rồi mình đi đâu? Hỏi hoài mà không trả lời. Ông mới nói bữa nay mà Phật không trả lời con là con nghỉ tu. Phật mới nói hồi đó ông vô tu ông có đặt điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Thì hôm nay ông cũng đừng đặt điều kiện với tôi. Lúc ông vô ông đặt điều kiện thì hôm nay tại sao lại đặt điều kiện với tôi? Nhưng mà Phật từ bi, Phật khai thị chỗ đó xong rồi Phật nói tiếp. Phật nói ví dụ như ông ngồi đây mà bị một mũi tên nó bay tới nó bắn ông, thì ông cho tôi băng bó trước hay là ông nói khoan để cho tôi tìm hiểu ai là người bắn mũi tên này, mũi tên này vì sao mà bắn tôi và được làm bằng cái gì, độc gì, người đó là nam hay nữ, người đó trẻ hay già, người đó lùn hay cao, người đó mập hay ốm, người đó có hận thù gì với tôi. Thì Đức Phật nói ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian để tìm hiểu hết những chi tiết đó trước khi ông rút mũi tên ra không? Ông mới nói dạ không, con phải lấy liền mũi tên ra, con đọc nó ngắm chết. Đức Phật nói cũng như thế. Cái mũi chúng ta bị ba cái mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta bị đang ngắm cái độc đó mà chúng ta không lo, mà chúng ta lo thế giới này ai tạo, rồi chừng ngay mình chết mình đi đâu, rồi vân vân. Mà Đức Phật nói biết cái đó để làm gì? Không phải là mình biết, nhưng mà rốt cuộc thủy chung cũng phải trở lại gì? Giải quyết tham sân si. Cho nên Đức Phật nói ai cũng bị một cái mũi tên đó nó bắn mặn lòng. Ngài Một Kiền Liên không cứu được mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp lực của mẹ nặng. Mà nghiệp lực của mẹ nặng thì một người không thể cứu. Bây giờ Pháp Hòa nói xin lỗi đại chúng là một người mà bệnh thôi. Ví dụ bây giờ họ bị bệnh bán thân, một người đỡ sao nổi? Hai người, ba người, mà nhiều khi cả nhà súng nhau mà lo và chăm sóc. Đó, bình thường đó. Mà phải cả nhà chăm sóc thì huống chi bệnh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện Ngài Mục Liên Thanh Đề cũng để muốn nói với chúng ta, nghiệp lực không thể cứu nếu chúng ta không tự giải. Bây giờ nè, khát nước muốn chết mà người ta để trên này ly nước không uống, thì mãi mãi mình vẫn là người khát nước.
Rồi bây giờ nó đưa cho một cái ly nước. Tôi khát quá mà ly này không đủ, uống không đủ, uống chi? Là không đủ phải không? Ta dẫn ra nguyên cái hồ. Nói trời ơi, tôi đâu có khát dữ vậy, thôi khỏi uống. Rồi cuối cùng chết khát bên bờ xuống. Quý vị thấy giống mình không? Ví dụ như Phật nói thôi tụng kinh đi, bắt đầu khởi sự tu bằng chuyện tụng kinh, tụng chứ không vẹt tụng chi. Kêu bố thí đi, trời ơi tôi chưa giải quyết chuyện tôi xong mà bố gì. Ta nói đụng vô chuyện gì mình cũng có lý do tại vì, và tu một cái thừa rất là lớn, đó là đổ thừa. Cho nên là rốt cuộc á, mình không tạo, không chuyển được cái nghiệp của mình từng chút thì làm sao cái nghiệp lớn đó đổ. Ví dụ bây giờ mình bị cái nghiệp tham nè, giờ mình chuyển nghiệp làm sao? Thứ nhất nha, chưa có tiền bố thí nhưng mình có thể chuyển chút xíu nè, ít muốn biết đủ phần mình thôi. Giờ không có tiền bố thí nhưng mà giờ tôi chuyển cái nghiệp tham của tôi là tôi tập sống giản dị, lúc nào cũng biết đủ hơn là đòi hỏi. Mà nếu mà tôi mà khát khá được nữa là tôi không đòi gì nữa hết, ai hỏi thì tôi yes. Thường thường người thế gian ta sống khổ là tại để ta sống vừa đòi mà vừa hỏi. Còn bây giờ mình giảm đi chữ đòi, ai hỏi thì ok. Không đòi đi chơi mà ai hỏi đi không? Dạ đi. Thì thưa đại chúng là mình tu là mình chuyển cái nghiệp. Mà chuyển bằng cách nào? Ví dụ như tham. Bây giờ tham thì phải bố thí, nhưng bây giờ mình không có tiền bố thí, thì bây giờ tập trước để chuyển nghiệp bằng cách là cái gì mình có cũng thấy mình đủ. Mà thật sự có đủ không? Đủ. Bây giờ đó, tất cả đại chúng ngồi đây, quý vị, tất cả chúng ta nha, có đủ giày để mặc chưa? Đủ. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn 10 đôi ở nhà? Cái 10 đôi ở nhà là muốn. Cái mình chỉ cần mấy đôi? Cái mình cần là chỉ một đôi dép thôi. Nhưng mà sở dĩ nó còn dư 10 đôi ở nhà là cái mình muốn. Cái muốn và cái cần hai cái nó khác. Khát nước cần uống nước, hay là muốn uống nước. Nhưng mà mình ít khi nào bằng lòng với nước đang có trước mặt đó. Hãy khát nước mà ta mời uống nước thì nước gì vậy? Nước lạnh, vậy thôi hả? Tại sao quý vị thấy như vậy? Cho nên cái chỗ nghiệp của chúng ta là chúng ta sống bằng cái cách sống lôi kéo mình lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Thưa đại chúng á, bây giờ mình nghiệm lại cái cuộc sống khi mà chúng ta mới đặt chân đến xứ Đài Loan này. Nếu thật sự mình an phận, mình vui nhiều hay mình khổ nhiều? Vui. Sở dĩ phần lớn cái khổ là chúng ta không nhận được cái phận mình đang sống như thế nào và mình phải làm gì, cho nên mình mới có thể phóng ra mình tạo nghiệp. Rồi tạo nghiệp một thời gian khổ đau rồi mới ước gì tôi trở lại ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đã ước rồi thì giờ muốn nữa không phải đợi nó khô. Cho nên cũng phải từ từ quay lại, chuyển nghiệp từ từ. Thì tất cả chúng ta cũng thế. Tất cả chúng ta cũng thế. Rồi quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên chẳng những không cứu được mẹ Ngài, mà Ngài cũng không tự cứu được. Vì sao? Vì nghiệp nó tới. Quý vị nhớ Ngài Mục Kiền Liên vì sao mà chết không? Vì bị ngoại đạo đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm. Khi mà ngoại đạo tập hợp trước cửa sân đó, rồi hỏi Ngài Xá Lợi Phất, tụi tôi chết đi về đâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rất là tế nhị và rất là đúng bài bản. Thì các vị sau khi chết tùy theo cái nghiệp lực của quý vị mà tái sinh. Ý muốn nói là các vị tạo nghiệp gì thì các vị tái sinh. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên là Ngài trả lời thẳng lắm: các ông là ngoại đạo, các ông là không biết chánh pháp, các ông đọa lạc chứ đi đâu. Nói vậy ta tức không? Ta tức thì ta đánh. Ta đánh cuối cùng đánh Ngài, nghĩa là chết ngay trước cửa tu viện. Thì khi mà hay tin Ngài Mục Kiền Liên bị đánh như nữ như vậy đó, thì Ngài Xá Lợi Phất chạy tới sốc Ngài Mục Kiền Liên lên.
Sư đệ, tại làm sao sư đệ có thần thông mà sư đệ không chịu vận thần thông bay đi để mà cho bị đánh tới chết như thế này? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời: khi nghiệp đã đến, chữ thần còn không nhớ, làm gì nhớ nổi chữ thông. Quý vị thấy đó, chính ngài Mục Kiền Liên khi nghiệp đến rồi, ngài là một bậc tu chứng, ngài vẫn biết nghiệp tới rồi không cãi được, cho nên ngài phải bằng lòng để cho họ đánh chết. Tại vì ngài biết được. Mà nó ngộ lắm, khi cái nghiệp nó tới là tự nhiên nó xui khiến có một cái gì đó đó. Giống như hồi sáng vậy, chỉnh âm thanh đồ ngon lành, nhạc nhiếp đồ ngon lành, ca sĩ đồ cầm máy ra hát, tưởng kỳ này mình thần thông mình hát. Nhưng mà trời ơi, cuộc đời mà Hải điện là hiện đại, mà càng hiện đại thì nó có thể nó hại điện. Mà mấy cái vụ này nó hay xảy ra lắm. Trong khi thử máy thì cái gì nó cũng quốc tốt hết, cái gì nó cũng làm việc ngon lành hết, nhưng khi đi vào sự việc là tự nhiên nó có vấn đề, và chúng ta thường gọi là sự cố, mà tiếng Mỹ gọi là accident. Thật ra quý vị nhớ là những cái đó cho chúng ta quán, chúng ta thấy đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái gì nó cũng, mọi cái nó cũng đều tốt như ý mình hết. Không bao giờ có chuyện đó. Tại sao? Tại vì nó phải có cái gì đó nó khiến, để gọi là chúng ta xác định cái chỗ đó là nhân duyên đầy đủ để chúng ta trả cái nghiệp đó, chứ không phải bình thường. Cho nên ngài vẫn bị chết vì cái nghiệp đó. Quý vị thấy chư vị hòa thượng của chúng ta, các vị cũng đều là những bậc tu hành, nhưng mà cuối đời của các ngài có những ngài bệnh nằm 5 năm, 10 năm. Chúng ta không thể nói tại ngài tu dở ngài bị, không phải. Vì cái đó là cái nghiệp của các ngài phải trả. Mà các ngài nằm đó và các ngài không khổ là vì các ngài vẫn thấu được cái đạo lý nhân duyên quả báo của các ngài. Ở đây có ai học lịch sử có nhớ Đức Phật khi mà cạo tóc đi tu là một cái người đạo sĩ, ngài gặp một cái người thầy đầu tiên để dạy ngài đó, đó là Uất Đầu Lam Phất. Nếu ai đọc lịch sử Phật thì sẽ nhớ các ông ạ, Uất Đầu Lam Phất. Thì ông Uất Đầu Lam Phất này một hôm á, ông được mời tới hoàng cung để cúng dường. Thì lúc đó mọi người ra thi lễ với ông. Thì trong khi mà bà hoàng hậu á, cũng ra thi lễ với ông, thì theo cái phong tục Ấn Độ á, hễ mà quỳ xuống mà lại á, thì mình lấy cái tay của mình chạm lên cái chân của cái người mình tôn kính, để gọi là do như mình tiếp xúc với cái người đó để người đó ban phước cho mình. Thì lúc này bà hoàng hậu bà khom xuống và bà lấy tay bà chạm vào đôi chân của ngài Uất Đầu Lam Phất. Thì ngài Uất Đầu Lam Phất hồi lúc bà tới là vận thần thông tới đó, vận thần thông vô, cho nên mọi người thấy cái ngài bay vô trong hoàng cung như vậy là ôi cha quỳ xuống hết. Thì lúc đó ông vừa ngồi xuống cái râm, cái hoàng hậu vua gì tới lại xong cái chạm lên cái chân của ông, cái ông định vận thần thông bay lên cái sao giờ ban được nữa. Tại vì sao? Mất thần thông rồi. Cái tay bà hoàng hậu chạm vô cái ông phiêu đó, ông cảm mất thần. Sau khi cúng xong rồi theo lệ là ông vận thần thông bay về núi, giờ ra vận hoài nó không lên, giống như đề xe mà hết xăng. Rồi cuối cùng quý vị biết là ông phải đi bộ về. Mà trong sách diễn tả đó, lúc bay có một cái vèo có 5 phút mà đi bộ tới tháng mới tới núi. Lúc đó ông buồn lắm. Ông nghĩ mình là một cái người nghĩa là tu đến mức này rồi mà vẫn không vượt được cái chỗ này, tức lắm. Bây giờ quyết định ngồi thiền để mà lấy lại power, lấy lại phong độ, giữ thần thái coi. Ông ngồi thiền mà cái tâm nó không định,
Ông vô trong rừng ông ngồi thì chim chóc nó hót đó. Lúc đó ông cũng tưởng nữa, ông nói trời ơi cái tụi này làm súc sanh rồi mà còn tán tỉnh với nhau nữa. Bởi vì nó hót. Ông nói trời ơi nó tán tỉnh với nhau. Bực bội quá đi lại cái bờ suối ngồi thiền. Giờ trong rừng thì chim nó hót, mà tới bờ suối thì ngồi thiền có bộ yên hơn, nước chảy róc rách được cho nó yên. Khi mà ông ngồi sao cái cá ở dưới nó bơi lội của nó, trời ơi cái tuổi này nó cũng vậy luôn. Trời đất ơi, ông bực quá chừng quá đất. Cái lúc đó ông phát cái lời thề, ông nói ta đó ha, mà bữa nào mà ta tu ta chứng được thần thông á là ta ăn tụi bay trước, tao làm một cái con chồn biết bay. Con chồn biết bay trong kinh gọi là phi ly, chồn biết bay gọi là phi ly. Thì khi mà ông tu được thời gian rồi, ông có đủ phước rồi, ông sanh về cõi trời, sanh về cõi trời hưởng hết phước cõi trời rồi, ông đọa xuống, ông làm một con chồn biết bay. Và cái con chồn biết bay này, cái thức ăn của con chồn này là ăn những con cá dưới nước. Bây giờ ai cũng biết cái chuyện đó đó, ở thủy sám từ vi thủy sám quyển thứ ba, trong đó có kể, có nói là như uất đầu lam phất, khi mà phước hết trở lại đọa làm loài súc sanh, vẫn làm con chồn phi ly, vẫn làm con phi ly. Phi ly là con chồn biết bay, mà con chồn nghiệp nào mà bị mắc cái quả báo này chính là ông phát cái lời thề đó. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, mình là Phật tử không nên thề thốt. Nếu mình nói cái điều gì đó người khác không tin thì đó là chuyện của người ta chứ không có thề. Tôi thề tôi mà nói dốc ra ngoài xe đó đó, tôi hỏi xe gì, xe đạp gãy hết sức sơn. Rồi có nhiều người nói tôi mà nói dốc cả mặt đèn tắt tôi tắt theo. Phật tử không được thề. Giống như bước đầu lâm phất là cái câu chuyện mà chúng ta phải nhớ. Do một lúc tức giận mà chúng ta thề, mà cái lời thề trong lúc tức giận đó nó sẽ thành nghiệp, nó sẽ thành nghiệp rồi nó thành cái quả báo. Cho nên nhiều khi đời này á, tôi không muốn vậy mà tại sao tôi bị như vậy, đó là do thề thốt đó, do mình thề thốt đó. Chứ nếu mà mình thích vậy, mình sống được vậy là chuyện bình thường rồi. Có những cái nghiệp mà chúng ta không thích mà chúng ta cứ phải làm, thì chúng ta phải biết rằng đó là lời thề mình trong một lúc nóng giận tức tối, làm cho đã nương, làm cho hả giận. Cho nên đời này gặp cái nạn đó mà không phải do tâm mình thích, còn cái mình thích làm cái điều đó mình làm mà để nó thỏa mãn cho mình nói chuyện bình thường, đó là tại mình muốn vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp là chúng ta bị làm mà cho chúng ta không muốn, thì chúng ta biết rằng có thể trong một quá khứ chúng ta do tức giận cái gì đó mà chúng ta phát cái thời thề. Phật tử thì không thề, mà Phật tử chỉ có phát nguyện thôi. Tại sao mình phát nguyện? Bởi vì mình thấy rõ cái khổ đó cho nên mình mới phát nguyện. Ví dụ nha, mình đọc cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tại sao mình phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Tại vì mình thấy được cái đạo lý thứ nhất của tứ diệu đế là khổ đế. Vì mình thấy được cái khổ đế cho nên chúng sanh nhận cái khổ đó, cho nên mình mới nguyện độ tất cả chúng sanh trong khổ nào. Rồi bây giờ mình thấy nguyên do nào khổ? Do thập, do 10 cái căn bản phiền não, đó là tham sân si, mạn nghi ác kiến vân vân. Hay nói gọn nữa là do tham sân si, hay là do 20 món tùy phiền não là phận hận phú não tật sang cuốn xiển hại kiêu. Quý vị nhớ phiền não nó hai loại. Phiền não khởi lên từ cái gốc gọi là căn bản phiền não. Còn cái phiền não mà nó sanh ra nhánh cành gọi là chi mạc phiền não. Pháp Hòa ví dụ, mình tức cái người đó do họ nói một câu mình bực bội, đó là căn bản phiền não do nóng tức giận. Nhưng mà chi mạc nè, chi mạc là cành nhánh để nó nói lên đó. Thấy cái người đó cái chề môi, thấy quýt cõi tướng nó đi. Mà mình nói mà mình phải diễn đạt con mắt cái miệng, thành thử ra mình tu không làm Phật mà làm lại.
Chi mạc là gì? Là những cái mà chúng ta biểu lộ, nó biểu lộ để nó nói lên cái căn bản, cái gốc giận của mình. Trề môi, nhún lưỡi, hấy mít, vân vân. Chi mạc. Cho nên căn bản là sân. Rồi căn bản cái cành nhánh của nó là biểu lộ cái đó. Mà cái căn, cái chi mạc có 20 món, còn căn bản có 10 món. Thì bây giờ cũng thế, mình thấy được cái khổ của chúng sanh, cho nên mình mới nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là do mình thấy được cái đạo, cái trong tứ diệu đế đó, mình hiểu được cái đế thứ nhất, đó là khổ đế, cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình thấy được cái nguyên do nào khổ, do phiền não đó, cho nên mình phát nguyện câu thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Mình thấy được cái đế thứ ba là diệt đế, là sự vắng mặt của khổ, cho nên mình mới nói sao, à, pháp môn hay là Phật đạo vắng mặt đó là cái chữ, cái quả, cho nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và mình thấy được đạo đế là con đường dẫn tới hết khổ, cho nên mình phát nguyện câu thứ tư là gì, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Như vậy thì trong cái câu, cái bài tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đương cơ nào để chúng ta phát bốn câu này? Đó là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nương bốn cái này là cái thần của chúng sanh mà chúng ta phát nguyện. Cũng giống như thấy Phật tử ở Đài Loan này, sinh sống ở đây hiếm có chùa Việt, cho nên các thầy các sư cô đã phát nguyện sau khi đi học xong rồi ở lại đây lập chùa, thấy không? Lớn nhỏ gì không biết, nhưng mà có cái chỗ để quý vị trở về. Đó là sự phát nguyện, không? Chứ đâu ai nói tôi thề ở đây đó. Thề ở đây làm gì, thấy không? Tôi phát nguyện ở đây, ở chợt ở chội, thấy không? Rồi có những khó khăn nhưng mà lướt hết. Cũng giống như mấy anh mấy chị qua đây, vì sao mà qua đây? Vì ở Việt Nam mình khổ, vì cái khổ đó mà phát nguyện muốn đi về đây. Phát về đây để làm gì? Để sống, để vượt khổ, để độ lại cho người nhà, là giúp đỡ. Thấy rõ vậy không? Thì cũng vậy thôi, mình Phật thấy được cái cảnh khổ, mà chính Phật cũng chịu cái khổ đó, cho nên Phật tu, Phật vượt được cái khổ đó, Phật thành tựu được cái chỗ đó rồi, thì Phật chỉ dẫn lại cho mình con đường nào để hết khổ. Theo thì hôm nay nói về cuộc sống tu hành, đa phần của chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn biết nghiệp, nhưng mà phần lớn chúng ta vẫn mê thần thông. Thấy cái gì lạ lạ là mình thích. Bây giờ là Pháp Hòa thấy ở đây họ còn chế thêm được cái máy bỏ tiền vô, xong rồi cái cô nhỏ đó đó, cổ ra cái cổ bóc, cái cổ vô cổ xá Quan Âm ngồi trong đó, cái cổ bóc quan quẻ xong, cái cổ dơ tay ra mình trả 2 đồng bạc, có người đi lắc xăm cho mình luôn mấy cái máy xăm, lắc bằng máy. Biết là để đâu không? Long Hổ Tháp ở dưới Cao Hùng. Phải Cao Hùng không? Phải Long Hổ Tháp nằm ở Cao Hùng không? Bây giờ cái máy đó Pháp Hòa thấy nó nhập và nó bán ở bên Mỹ nhiều lắm. Thấy có nhiều chỗ còn để máy đó, thay vì xưa mình cầm mình lắp vậy nè, bây giờ họ chế cái máy bỏ tiền vô, rồi cái nó bỏ tiền vô, cái này bấm xong cái máy á, nó điều khiển, có cái cô gái giống như ngọc nữ vậy đó, đang đi vô cái quay lưng vô cái ta xá Đức Quan Âm, cái bắt đầu cái nó lọt cái đầu của cô nó đụng vô cái nó tọt cái nó tọt cái miếng xăm ra, cái cổ bóc cái nó xăm ra, cái cổ quay ra, cái nó ra cái hộp đó nó mở ra, nó thè thè cục tới ra xin xăm kiểu modern đó. Mà xin vậy linh không? Ổng linh mà sao xin hoài chi cho tốt. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, mình không có bán cái gì hết á, cái đó của người ta, không phải của mình thì không cần phải lấy vô làm của mình.
Nhưng mà mình là cái người sống có đạo lý. Đạo lý là gì? Là anh làm cái điều đó tốt, anh sẽ hưởng cái phần tốt. Nhưng mà đạo lý này mình thông suốt cả ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Có những cái cây trồng 6 tháng có ăn, có những cây trồng phải 5 năm, 10 năm mới có ăn. Như vậy thì chúng ta thấy có những cái nhân chúng ta làm, quả chưa thể trổ bây giờ, mà phải đợi khoảng thời gian nào đó quả nó mới trổ được. Cho nên nhiều khi mình nói sao tôi làm phước mà tôi không gặp được phước, mới làm phước bây giờ thôi. Còn cái mình đang hưởng là quả của quá khứ. Cây này mình trồng cả 20-30 năm trước, bây giờ trái nó đang hưởng cái trái của mấy chục năm trước. Còn cái mình mới gieo là mới gieo của bây giờ. Đừng có nghĩ rằng sẽ được ăn, trừ khi nào trồng một é. Thì thôi bây giờ, hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, nếu chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải có niệm định tuệ. Niệm là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm trong cuộc sống, từ lời nói, hành động, suy nghĩ của mình. Mà niệm mà có rồi là định nó sanh. Định là gì? Là sự bình an, sự vắng lặng. Mà khi mình sống có chánh niệm thì sự bình an vắng lặng trong mình có. Mà bình an vắng lặng mà có được rồi thì trí tuệ nó sanh. Mà trí tuệ nó sanh thì nó thấy rõ tất cả mọi nhân duyên của mọi thứ, mọi việc. Ví dụ nè, hôm nay hội phổ bi ở đây kết hợp với Tường Nguyên, mà nếu như mà thời tiết không cho phép, chúng ta cũng không thể làm gì được. Như vậy chúng ta được có mặt ngồi đây đầy đủ như thế này không phải là một duyên, mà rất nhiều những nhân. Bây giờ muốn tổ chức mà đại chúng bận đi chơi không ai tới hết, thì em nói với ai? Mình làm lễ với ai? Phải không? Cho nên á, người nói gọi là thuyết, người ngồi chịu khó nghe là người nghe. Kẻ nói phải có người nghe, như vậy nó mới thông. Về nhà cũng vậy, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai người cùng nói hàng xóm họ nghe. Mà nếu mà một người nói mà người nghe thông không? Không. Ví dụ như giờ con nó đi học về, nó bỏ bê công việc, nó học hành. Anh ơi anh, lúc này em thấy con mình sao nó học kém quá. Tại ba phán cho con câu ha, là bắt đầu bả lên tới đây rồi đó. Thật ra mới cái người cứ mới vừa nói một cái thôi, cái là mình tắc nghẽn, mình không cho người ta thông. Cho nên rốt cuộc rồi tu hoài mà không có thần thông, là bởi vì chúng ta cứ cầm đá chúng ta bấm, chúng ta học cách nhất dương chỉ. Người kia mới vừa xỏ ra chỏ vô cái đứng hình. Nhất dương chỉ. Bây giờ chúng ta muốn có thần thông thì người này làm này, người kia phải thông cảm. Mà người làm người thông cảm, người nói người nghe. Người ta cho mình ăn miễn phí, nhưng mà ăn từ từ, ăn vừa vừa. Tự nhiên cái món nó thích bưng nguyên mâm. Người ta tới ta nói ủa sao không hết trơn. Cái thì người thứ ba ta nói nó thông rồi. Nó phong nó thông đi đâu rồi. Người ta cho mình ăn miễn phí, nghĩa là người ta đãi, thì mình phải biết nhận cái đãi đó. Người ta đãi, người ta tiếp mình, cho nên người ta mới đãi mình, gọi là tiếp đãi mà. Trước khi đãi phải tiếp. Người ta không tiếp mình lấy gì người ta đãi. Mà người ta đãi mình á, thì mình phải làm sao? Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, thấy món đó lẹ 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 bưng này để nó hết. Trời ơi, kêu binh sĩ tới đi. Cho nên rốt cuộc rồi mình sống với nhau rất là lâu nhưng mà chả thông gì hết, nhưng mà rất là dõng dạc tuyên bố sao? Trời ơi, tôi rành nó 6 câu, không dám đâu. Không dám đâu. Thưa đại chúng, thì bây giờ tóm lại, thần thông không bằng đạo thông.
Đạo thông nghĩa là chúng ta thông được đạo lý. Mà do đâu mà chúng ta có được đạo lý sống? Niệm, định, tuệ. Cho nên thắp ba cây nhang. Ba cây nhang tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Hồi trước gọi là giới, định, tuệ đó. Bây giờ mình thay vì mình nói giới, mình nói niệm. Niệm là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Nhưng mà chỉ cần thắp một cũng được, tại vì trong một nó có hai cái kia. Trong một nó có hai cái kia. Ví dụ trong niệm nó có định. Làm sao mình có niệm? Vì tâm mình lắng, trí mình sáng, cho nên lúc nào mình cũng có niệm. Ví dụ mình, người ta mời mình ăn dưa hấu, thích dưa hấu lắm, thấy cái là muốn ăn dưa hấu liền. Nhưng mà dừng lại liền, định liền, đang bị trúng gió, thôi cho qua miếng dưa hấu đi. Niệm nó nói với mình là mình đang trúng gió. Định là dừng lại liền. Tuệ nó nói với mình là mình bệnh đó, ăn vô bệnh hơn nữa đó. Cất miếng dưa hấu, niệm định tuệ có mặt, khỏe ru đi chùa tụng kinh đồ thông. Nhưng mà nếu như thèm miếng dưa hấu quá, miếng dưa hấu sẽ làm mình mất thần thông, ăn vô trúng nằm ngay đó. Nghe pháp không được, nấu ăn cho gia đình không được, mà còn hại người ta giúp đỡ cho mình nữa. Quý vị thấy không? Cho nên một cái mà nó thông thì thông tất cả. Thôi bây giờ chúc đại chúng lúc nào cũng đạo thông đầy đủ và không cần thần thông. Còn như nếu mình có thần thông là mắt mình nhìn bằng người bằng một cái tâm thông cảm, gọi là nhãn thông. Nghe người khác nói mà yên lặng lắng nghe là nhĩ thông. Hiểu được cái hoàn cảnh của họ, vì sao họ ra nông nổi này là tha tâm thông. Tức họ lắm nhưng mà lỡ ngồi gần rồi vẫn bình an, không cần xách giỏ qua chỗ kia ngồi để cho nó biết tụng người nó đó. Cái đó gọi là thần túc thông. Ngũ thông có đủ. Khi nào mình chứng được cái thông cuối cùng, đó là lậu tận thông, là mình thành Phật. Khi mình phủ ngũ thông thì chưa phải là Phật. Còn khi nào mình chứng được lậu tận, giờ không dám giới lên tới đó, nhưng mà ráng ngũ thông coi. Ngũ thông là gì? Ngủ giờ nào cũng được. Ngũ thông là nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Tại sao nó như vậy? Thôi chị thông cảm nó, tại gia đình nó ngày trước như vậy cho nên nó bị khủng hoảng nó mới như vậy. Đó là tha tâm, thần túc. Tha tâm là biết được cái tâm họ. Thần túc là qua lại không có ngăn ngại, phải không? Túc mạng là gì? Là biết được cái quá khứ của họ, biết được cái background, cái đời, cái hiện, cái quá khứ của họ là gì, cho nên mình thông cảm được hết. Cho nên ngũ thông cũng dễ chứng lắm. Ăn thua chúng ta định tĩnh được niệm, định, tuệ thì ngũ thông chúng ta có đủ. Mà ngũ thông có đủ thì là gì? Là đạo thông, mà cũng là thần thần thông. Không cần bay nhảy. Cuối cùng có một đạo sĩ thấy một hòa thượng đang đứng trên bờ, muốn qua ghe, qua đò phải đứng chờ. Ông muốn biểu lộ tài năng, bẻ một nhánh cây quăng xuống biển, xuống sông, bay cái vèo qua tới bển. Hòa thượng này từ từ xuống ghe qua tới bển, trả 2 đồng. Thế thì ông đạo sĩ, ông cười khi dễ. Hòa thượng nói: thưa đạo sĩ, tôi thấy đạo sĩ bay hay quá, chẳng hay đạo sĩ mất bao lâu mới luyện được cái này. Trời ơi, 35 năm của tôi đó. Hòa thượng nói: vậy 35 năm đạo sĩ giá đáng có 2 đồng. Tôi chỉ cần trả 2 đồng tôi cũng qua sông. Ông mất tới 35 năm để qua sông. 35 năm đó ông tu cũng chừng ông đắc đạo. Thôi đó là câu chuyện cuối cùng mà muốn kể cho đại chúng nghe. Thần thông không bằng đạo thông.